Trạm cứu hộ trái tim, bà Lan và bà Cúc hóa giải hiểu lầm. Nút thắt cuộc đời bà Lan, ông Trường và Ngân Hà chính là bà Trúc, người bạn thân năm xưa. Thì giờ đây cũng chính bà là người đã xuất hiện để mở nút thắt. Khi oan gia lại nằm trong ngõ hẹp, bà Trúc cũng chính là mẹ của Vũ, người đứng dành tình cảm cho Hà bấy lâu nay. Thấm thoát 3 năm đã trôi qua, giờ đây Ngân Hà đã có một cô gái 3 tuổi. Những kẻ đáng phải trả giá, nhưng Nghĩa và Nhiên cũng đã phải trả giá. Duy chỉ có cuộc tình của Hà và Vũ là chưa thể chớm nở, bởi vẫn còn đó một sự cố chấp của mẹ Lan, bởi nỗi hận giận của bà Trúc năm xưa vẫn là một sự cấm đoán và không chấp nhận cho Hà và Vũ có mối quan hệ xa hơn tình bạn. Rồi ngày đó cũng đã đến, ngày ông Trường được ra tù, cũng chính là ngày mà bà Trúc sau bao năm phải ra nước ngoài điều trị bệnh cũng đã quay trở về. Và trong chính ngày đón ông Trường về cũng là ngày mà hai người bạn năm xưa chạm mặt. Cả ba ngồi trong căn phòng trong một không khí im lặng, căng thẳng và ngột ngạt. Hơi nào, mọi chuyện cũ cũng đã qua rồi. Mấy chục năm trôi qua, giờ đây chúng ta cũng đã già cả rồi. Tôi nghĩ đây là lúc bà và Trúc nên hóa giải câu chuyện cũ đi. Ông Trường lên tiếng. Hóa giải à? Bao nhiêu năm qua, nhờ sự phản bội của bà, của ông mà tôi phải sống những tháng ngày tật nguyền, mất hết sự nghiệp đấy. Bà Lan lên tiếng gần giọng. Hạ Lam, thôi nào, đó là chuyện cũ rồi, hơn nữa chỉ là hiểu lầm. Ông Trường vỗ tay bà Lan. Lan à, thực sự bao nhiêu năm qua mình rất áy náy, nhưng bạn không thể cho mình một cơ hội để giải thích hết mọi chuyện à? Những năm tháng qua mình cũng phải sống trong đau khổ, bạn có biết không? Bà Trúc lên tiếng. Vậy thì giờ đây ba mặt một lời, cô nói đi. Bà Lan quay mặt ra ngoài. Năm đấy chính chồng của mình lại đã tìm cách lợi dụng mối quan hệ của mình với gia đình của Lan để âm mưu lừa đảo chiếm tiền của anh Trường. Mình phát hiện ra nên tối hôm đó mình có hẹn gặp anh Trường để nói ra sự thật cho anh ấy cảnh giác, nhưng lại bị chính lão chồng gài bẫy rồi báo cho Lan đến. Lúc đó vì Lan đang nóng giận nên mình không thể giải thích gì hơn. Toàn bộ sự thật năm ấy chỉ có vậy. Cô nghĩ là chỉ cần một lời nói này mà tôi có thể tin lời của các người hay sao? Thôi nào Hạ Lan, chẳng nhẽ đến giờ này em vẫn không còn tin hay sao? Giờ chúng ta cũng thành ông thành bà cả rồi, bà cũng phải tha thứ tất cả mọi thứ để cho cái Hà và cái Vũ nó còn mở lòng đón nhận hạnh phúc mới chứ. Bà Trúc tiến lại cầm lấy tay bà Lan. Lan, cậu thực sự không thể tha thứ cho hiểu lầm năm ấy sao? Chúng ta đã từng là những người bạn thân thiết, cậu đã hy sinh vì tớ. Khi xưa tớ còn nghèo khó, chính cậu luôn là người cho tớ cái ăn, cái mặc. Nỡ lòng nào cậu nghĩ tớ có thể trở mặt mà phản bội sau lưng cậu hay sao? Thôi đừng giận tớ nữa, tớ xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Nhưng đừng vì những câu chuyện quá khứ mà giờ đây chúng ta lại tước đi quyền hạnh phúc của hai đứa nhỏ, được không? Bà Lan vẫn im lặng. Thôi được rồi, hôm nay cũng là ngày tôi hết án và được tự do. Bà cũng mở lòng để xóa mọi thứ đi nhé. Chẳng nhẽ cả đời mình vậy chứ đủ mệt hay sao? Có được không? Ông Trường ôm lấy bà Trúc. Bà Trúc vẫn cố gắng nghiêm mặt, nhưng trên môi đã hé nở một nụ cười tươi. Rồi bất ngờ bà ôm lấy bà Trúc, ánh mắt rơm rớm.